Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra đối với dự án khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai do công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng làm chủ đầu tư. Tại kết luận thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh về những sai phạm, khuyết điểm trong thời gian là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đối với hàng loạt sai phạm xảy ra tại công ty Cường Hưng là công ty của chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh, Thanh tra Chính phủ kết luận trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, trong đó trực tiếp là trách nhiệm của bà Phan Thị Mỹ Thanh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh người ký các văn bản hành chính của tỉnh có giá trị pháp lý cao nhất. Việc bà Thanh ký các văn bản trên là không đúng với chức trách, nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, gây dư luận về việc tạo lợi thế kinh doanh cho công ty Cường Hưng.